Vinh ơi, cô thấy đẹp lắm rồi đó. Tự tin ra chào khán giả đi. Dạ, cô Dị Thảo và Tuyết Vinh xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, không phải là nãy giờ em đang điệu đâu nha cô, nhưng mà em thấy là hình như dạo này em mặc quần áo hơi bị chật rồi. Thì sao? Quay thử vòng cô coi thử coi. Dạ. Quý vị khán giả thấy thì sao? Chứ Dị Thảo thì thấy dáng Tuyết Vinh cũng vẫn còn rất chuẩn. Thì không cô? Chắc là do em tưởng tượng thôi cô ha. Mà tại vì cả tháng nay chương trình mình với chủ đề là trọn hương ấm thấm vị ngon, giới thiệu toàn những món ngon trong mùa lạnh thôi, cho nên là em có ăn hơi nhiều chút. Tuyết Vinh hãy yên tâm và quý vị khán giả cũng yên tâm, đối với chủ đề trọn hương ấm thấm vị ngon, chắc chắn sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả những món ăn cân bằng dưỡng chất mà lại phù hợp với tất cả các mùa nữa. Cho nên Tuyết Vinh đừng lo bị tăng cân. Vậy là em có thể tha hồ thưởng thức các món ngon của chương trình rồi. Vậy thì hôm nay em và quý vị khán giả nữa sẽ tiếp tục được thưởng thức món ngon nào đây ta? Kính thưa quý vị khán giả, trong chương trình lần này Dị Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị và khán giả một món ngon trong tích tắc mà lại phù hợp với thời tiết se lạnh nữa. Đó là món bún thịt nướng Mayonnaise. Để chuẩn bị cho món này thì chúng ta sẽ sử dụng 200g thịt lạc đùi, sả băm, tỏi băm, ớt băm và sa tế, nước cốt chanh, nước cốt tỏi, dầu màu điều, ngũ vị hương, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái nguyên liệu chính là phần thịt nạc đùi nè. Cô sẽ cắt lát mỏng ra. Em thấy là ngày hôm nay cô Thảo chuẩn bị rất là nhiều gia vị. Tất cả những gia vị này sau khi chúng ta cắt mỏng xong thì cô sẽ ướp một số vào. Còn một số gia vị thì chúng ta sẽ sử dụng để làm phần nước chấm nữa. Dạ. Bây giờ cô đã sắc thịt xong rồi nè, chúng ta sẽ bắt đầu ướp vào thịt. Chúng ta sẽ ướp vào đây khoảng 1 muỗng canh sả băm. Chúng ta sẽ ướp thêm 1 muỗng canh nước tỏi, cho vào khoảng nửa muỗng canh sa tế thôi. Kế đó chúng ta sẽ ướp tiếp vào 1 muỗng cà phê dầu màu điều nè, để tạo nên cái màu đẹp. Phần ngũ vị hương này chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Ngũ vị hương nếu mà ướp quá nhiều thì cái mùi cũng sẽ rất là nồng, không còn ngon nữa. Chúng ta sẽ ướp tiếp tục 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm. Chúng ta trộn đều cái này lên. Bây giờ thì cô sẽ cho phần gia vị đó là sốt mayonnaise Aji Mayo vào. Cho vào khoảng 1 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo vào. Với món này thì cô sẽ sử dụng 1 muỗng canh cho thêm vào cái phần ướp thịt này, giúp cho thịt không bị khô nè, mà nó sẽ có bị béo nhẹ nhẹ hơn một chút và làm cho cái món ăn của chúng ta ngon hơn rất là nhiều. Hay quá cô ha. Như vậy đây cũng là một bí quyết trong món ăn này đúng không cô? Sau khi mà chúng ta đã ướp thịt rồi thì quý vị khán giả để khoảng chừng 5 phút thôi để cho thịt thấm. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị một cái lò than. Tại vì khi mà chúng ta nướng thịt chúng ta nướng bằng lò than thì sẽ ngon hơn. Nếu như mà nướng thịt trên lò than thì hay ghê đúng không cô? Nhưng mà trong trường hợp nếu như quý vị khán giả của chúng ta không có lò than ở nhà thì phải xử lý như thế nào? Quý vị khán giả yên tâm, nếu mà trường hợp chúng ta không có chuẩn bị được lò than thì quý vị khán giả có thể áp chảo cái phần thịt này vào trong một cái chảo mà ít dầu thôi. Chắc chắn thì món ăn cũng sẽ thơm ngon không kém gì là chúng ta nướng trên lò than đâu. À, hay quá, như vậy là chúng ta đã có giải pháp ngay rồi. Quý vị lưu ý nha, nếu như chúng ta không có chuẩn bị được lò than thì quý vị cũng có thể chiên áp chảo với một ít dầu. Và làm như vậy thì hương vị của món ăn cũng không hề thay đổi đâu. Bây giờ than cũng đã nóng đều rồi, cô sẽ cho hết cái phần thịt này lên. Tuyết Vinh giúp cho cô nha. Rồi tất cả các phần nước ướp này cô sẽ cho vào chung luôn. Bây giờ Tuyết Vinh giúp cho cô nướng tiếp cái phần này nha. Khi mà bên đây nó đã bắt đầu nó vàng rồi nè, Tuyết Vinh trở qua mặt còn lại dùm cho cô. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua giai đoạn là làm nước chấm. Đây là giai đoạn rất là quan trọng đó Tuyết Vinh và quý vị khán giả cũng cần lưu ý. Chúng ta sẽ sử dụng 1 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo. Sau đó chúng ta cho thêm tiếp 1 muỗng canh đường vào. Trộn đều cái phần đường với lại sốt mayonnaise Aji Mayo này lên. Sau đó chúng ta sẽ cho tiếp 1 muỗng canh nước mắm vào. Tiếp tục khoảng 2 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê tỏi và 1 muỗng cà phê ớt. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa chén nước vào đây nữa. Như vậy là phần nước chấm mayonnaise của chúng ta đã xong. Đúng là món thơm ngon mùa lạnh, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã muốn nóng lòng muốn được thưởng thức rồi đó cô Thảo. Cô sẽ gấp một ít bún ra tô nè. Sau đó thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho những cái loại rau vào. Một ít rau xà lách nè, giá, dưa leo. Tất cả những cái loại rau này chúng ta sắc nhuyễn ra. Và một ít rau thơm đủ loại nữa. Kế đó chúng ta sẽ gấp thịt cho lên trên cùng. Cô muốn trang trí thêm một chút xíu rau húng lủi và ớt xoăn này để cho nó đẹp hơn. Rưới đều cái phần nước chấm này vào. Và một ít đậu phộng rang. Món ăn của chúng ta xong rồi. Hấp dẫn quá cô Thảo ơi. Bây giờ là đến phần của Tuyết Vinh. Cô sẽ gấp cho Tuyết Vinh một ít bún, một ít rau giá đầy đủ hết. Cũng rưới một ít cái nước chấm này lên nè. Không thể thiếu một ít đậu phộng nữa. Đây là phần của Tuyết Vinh. Hấp dẫn quá cô ơi. Món ăn có rất là nhiều màu sắc và thơm phun phúc luôn. Cô Thảo ơi, thịt thì rất là mềm, vừa ăn nè, vị đậm đà, hơi béo nhẹ của súp mayonnaise Aji Mayo nữa. Rồi đúng như là cô Thảo nói, điều quan trọng quyết định độ ngon của món ăn này chính là nước mắm được pha với súp mayonnaise Aji Mayo. Quả là một món ngon lý tưởng cho những ngày cuối tuần sum họp trong tiết trời se lạnh, phải không cô? Cảm ơn Tuyết Vinh đã đánh giá cao món ăn ngày hôm nay và chúc quý vị khán giả cũng như Tuyết Vinh sẽ thực hiện thành công món bún thịt nướng mayonnaise. Trọn hương ấm, thấm vị ngon. Sau khi đã thực hiện thành công món bún thịt nướng mayonnaise thì quý vị khán giả ơi, đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình với cô Dị Thảo cũng như là Tuyết Vinh theo hai cách quen thuộc, đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Cô Dị Thảo và Tuyết Vinh cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.